Trên các trang bán thực phẩm đông lạnh, trứng gà non đang được giao bán với số lượng lớn và công khai. Tuy nhiên, rất ít trang bán hàng công khai về nguồn gốc xuất xứ của loại trứng gà non này. Tại các chợ đầu mối và dân sinh, rất khó để có thể hỏi mua loại thực phẩm này. Bởi theo những người bán, sản phẩm này rất hiếm, phải đặt trước để gom từ nhiều nơi thì mới có. Chị ơi, nhà mình có mình trứng gà non thôi. Dạ. Trứng gà non đấy ạ. Trứng gà non đấy, em không có. Chỉ có nhà nào có thôi. Trứng gà già với trứng. Dạ. Đuôi, trứng cũng kê của quê em ạ. Con em mua hàng đông lạnh nó có nhiều. Lấy nhiều là em phải đặt tiền thì ăn. Các chị ở nhà, các bà chị gom hộ. Dạ. Tìm đến chợ đầu mối thực phẩm phía Nam, không phải quầy hàng giết mổ gia cầm nào cũng có loại thực phẩm này, mà nếu mua được thì giá cũng không hề rẻ. Tìm đến một kho đông lạnh chuyên bán các loại thực phẩm, trong đó có trứng non. Trứng được đựng trong các bao ni lông không có nguồn gốc xuất xứ và người mua có thể mua số lượng lớn nếu có nhu cầu. Theo người này thì tại đây chủ yếu phân phối cho các nhà hàng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tiếp tục tìm câu trả lời cho loại trứng gà non trên thị trường, chúng tôi gọi điện đến một địa chỉ chuyên đổ buôn mặt hàng này. Tuy nhiên, theo người bán hàng thì về đến đâu là hết đến đó nên sẽ không để hàng ở trong nhà. Vậy nên nếu đến kho cũng không thể xem được hàng và hàng sẽ giống y như trên Facebook. Alo bạn ơi, nhà bạn có con trứng gà non không? Trứng gà non của tớ thì chắc phải đặt từ trong về. Đầu tạ thì giá bao nhiêu ạ bạn? Nó đang xuất là 1.7. Cái này có, nó có nhiều loại không ạ bạn hay là nó chỉ có một loại? Nó chỉ có loại tươi và loại đông. Đúng rồi, loại tươi thì tách rời đi, để con đông thì nó đọc mạch. Và người này cũng không quên khẳng định hàng này là nhập lậu từ Trung Quốc về, chứ Việt Nam không có loại hàng này với số lượng lớn. Thì cái này cũng là của Trung Quốc đúng không? Đúng rồi. Gà bây giờ là thịt gà mấy con nó có trứng, mà có trứng thì người ta về ăn chợ đồ mối cũng chả thể nào mà gom được đến cả chục cân. Trứng gà non là loại trứng vẫn có ở trong cơ thể con gà mái, được lấy ra khi giết mổ gà. Loại trứng này có thể đem luộc, xào cháy tỏi, kho, thậm chí là làm lẩu đều rất dễ ăn, ngon và ngọt, nhất là những quả trứng bé. Trong nội tạng, trong các cái có rất nhiều các cái chất dinh dưỡng quý, ví dụ trong trứng non chẳng hạn là gà, thì nó cũng như quả trứng kia, nó rất nhiều chất dinh dưỡng ở đấy, rất nhiều protein tốt. Như vậy, ăn nội tạng có cái tốt là có chất dinh dưỡng đấy và một số chất dinh dưỡng tốt, nhưng mà có hai cái không tốt là dạ đông và cái thứ hai là bản thân của các cái nội tạng đó cũng có những cái độc chất ở trong đó, nếu không rõ nguồn gốc thì chớ có ăn. Thời gian gần đây, trứng gà non đang được giao bán từ 200 cho đến 350.000 đồng 1 kg tùy loại. Dù đắt hơn trứng gà thường gấp 5 lần, thế nhưng loại thực phẩm này lại đang được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì những lầm tưởng về công dụng của sản phẩm mà nguồn gốc không được chứng thực. Theo các chuyên gia, khi sử dụng các loại nội tạng có dấu hiệu bốc mùi hay mốc, rất có thể người dùng sẽ bị nhiễm các loại vi khuẩn có hại như Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes, tụ cầu trùng. Những loại vi khuẩn này gây hại cho cơ thể như ngộ độc thực phẩm, nôn ói. Nếu mà những thực phẩm mà tràn lan trên thị trường mà rõ ràng chúng ta không biết rõ nguồn gốc xuất xứ này, hoặc là để quá lâu do người ta bảo quản thì cũng không đảm bảo được cái chất dinh dưỡng, mà thậm chí khi mà chúng ta sử dụng những cái món ăn đó ấy, nó còn gây bệnh cho chúng ta nữa. Việc dùng nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ rất có thể sẽ khiến người tiêu dùng ăn phải nguồn thực phẩm từ gia cầm nhiễm bệnh. Chưa kể, để phù phép cho nội tạng như trứng non còn tươi mới, nhiều tiểu thương có thể tẩm ướp hóa chất gây hại đến sức khỏe người dùng. Dùng những thực phẩm này về lâu dài dễ dẫn đến những nguy cơ mắc những bệnh mãn tính. Trong đó, sát thủ thầm lặng mang tên ung thư là thứ mọi người cần cẩn trọng cao độ.